Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay: thuật toán máy học đặt giá Bitcoin cho ngày 31 tháng 8 năm 2023. Trong bối cảnh đầu tháng 8 khá ảm đạm, hiệu suất của Bitcoin đã được xem xét kỹ lưỡng khi giá dao động trên mức hỗ trợ quan trọng là 29.000 đô la. Mặc dù đã tăng nhẹ vào ngày 4 tháng 8, nhưng có những dấu hiệu cho thấy một số nhà đầu tư dài hạn đã thận trọng chốt lời. Các nhà đầu tư dường như lo ngại về khả năng Bitcoin giảm mạnh nếu mức hỗ trợ quan trọng 29.000 đô la không giữ được. Phân tích thuật toán máy học của Price Prediction được thực hiện vào ngày 4 tháng 8 cho thấy giá Bitcoin có thể giảm xuống còn khoảng 28.071 đô la vào cuối tháng 8, thể hiện mức giảm hơn 1.100 đô la so với giá hiện tại. Dự báo dựa trên một số công cụ phân tích kỹ thuật, bao gồm đường phân kiểu tụ trung bình động MACD, chỉ số sức mạnh tương đối RSI và Bollinger Band. Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù tình hình thị trường hiện tại cho thấy tâm lý giảm giá, nhưng Bitcoin có thể gặp phải một giai đoạn điều chỉnh ngắn và có khả năng giảm xuống dưới mốc 28.500 đô la. Để tránh kịch bản như vậy, Bitcoin cần phải giữ vững mức hỗ trợ 29.100 đô la. Thông tin tiếp theo, công ty khai thác crypto hàng đầu Marathon Digital đã sản xuất được 1.176 Bitcoin vào tháng trước, chứng kiến sự tiến triển tại liên doanh của họ ở Abu Dhabi. Cơ sở này đã sản xuất gần 17 Bitcoin cho toàn bộ quá trình. Marathon Digital thường tuân theo chiến lược HODL, nhưng họ đã bán 750 Bitcoin vào tháng 7. Kho lưu trữ của họ tính đến cuối tháng trước là 12.964 Bitcoin, khiến họ trở thành một trong những công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất. Khả năng sản xuất của công ty bị cản trở do thời tiết quá nóng ở Texas vào tháng 6. Công ty đã báo cáo kết quả tốt hơn đáng kể trong tháng 7. Họ đã khai thác được 1.176 Bitcoin, nhiều hơn 20% so với 979 Bitcoin được sản xuất vào tháng 6. Các số liệu cũng ấn tượng hơn nhiều so với số liệu được ghi nhận vào tháng 7 năm ngoái, khi thị trường trong tình trạng tồi tệ hơn so với hiện tại. Tiến độ trong hoạt động khai thác chủ yếu là do sự ra mắt của cơ sở ở Ellendale, Bắc Dakota, nơi có 6 tòa nhà đang hoạt động. Liên doanh ở Abu Dhabi hoạt động vào đầu tháng 7, đã đóng góp vào sản lượng hàng tháng với 16,8 Bitcoin. Bất chấp kết quả khả quan, giá cổ phiếu của Marathon Digital chỉ tăng 0,5% trong ngày. Tuy nhiên, định giá hiện tại của cổ phiếu này cao nhiều so với đầu năm 2023, tăng hơn 350% trong 7 tháng qua. Và thông tin cuối cùng, chỉ 48 giờ sau khi hoàn thành Litecoin Halving vào ngày 2 tháng 8, giá Litecoin đã giảm 12% và vỡ mức hỗ trợ quan trọng 85 đô la. Vào ngày 2 tháng 8, Litecoin đã hoàn thành sự kiện Halving lần thứ 3. Trong đó, phần từ khối được phát hành cho những người khai thác giảm một nửa từ 12,5 Litecoin xuống còn 6,25 Litecoin. Theo quan sát trong các sự kiện Halving trước đó vào năm 2015 và 2019, giá Litecoin một lần nữa giảm hai chữ số. Dữ liệu on-chain cho thấy cá voi đã chốt lời Litecoin sau khi Halving diễn ra. Theo Sentiment, những con cá voi nằm giữ từ 1.000 đến 100.000 Litecoin đã bắt đầu bán vài ngày trước sự kiện Litecoin Halving. Cá voi nằm giữ số dư tích lũy là 9,77 triệu Litecoin vào ngày 29 tháng 7. Đến ngày 4 tháng 8, cá voi đã bán 60.000 Litecoin do chúng nắm giữ. Với giá trị thị trường hiện tại là 83 đô la, 60.000 Litecoin được cá voi bán gần đây trị giá gần 5 triệu đô. Dòng vốn chảy ra lớn như vậy chỉ trong vòng 6 ngày gây ra áp lực giảm giá mạnh. Một động lực quan trọng khác đằng sau đợt halving đang diễn ra là áp lực bán đến từ những người nắm giữ dài hạn. Dữ liệu on-chain cho thấy Litecoin đã chứng kiến áp lực giảm giá mạnh từ các nhà đầu tư dài hạn trong tuần này. Theo dữ liệu Ace Council của Sentiment, việc bán tháo tăng mạnh một ngày sau ngày halving mùng 2 tháng 8. Cụ thể, điểm Litecoin Ace Council đạt 37,03 triệu vào ngày mùng 3 tháng 8, tăng 800% so với 3,96 triệu được ghi nhận vào ngày mùng 1 tháng 8. Ace Council đánh giá hoạt động giao dịch của các nhà đầu tư dài hạn bằng cách theo dõi có bao nhiêu đồng tiền được nắm giữ lâu dài hiện đang di chuyển. Nó được tính bằng cách nhân số lượng tiền được giao dịch gần đây với số ngày kể từ lần cuối chúng được di chuyển. Mức tăng đột biến 800% Ace Council trong vòng 3 ngày có nghĩa là rất nhiều người nắm giữ dài hạn đã bắt đầu bán. Không có gì ngạc nhiên khi giá Litecoin đã giảm mạnh trong giai đoạn này. Tuy nhiên, 1,53 triệu địa chỉ đã mua 9,31 triệu Litecoin ở mức giá trung bình là 80,3 đô la, có thể ngăn chặn đà sụt giảm. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.